Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Zico TV. Tôi đang đứng tại phân khu Sakura thuộc dự án Vinhome Smart City. Trong video lần trước thì chúng tôi đã có chia sẻ về cái phân khu Grand Sapphire. Thì một số anh chị có muốn là chúng tôi cũng có chia sẻ về của cái phân khu Sakura này anh chị nhé. Thì phân khu Sakura nó nằm ở bên cạnh cái phân khu Grand Sapphire anh chị nhá, nằm ở bên cạnh khu Grand Sapphire. Và hiện tại là bên này là, như anh chị thấy là bên này là GS3 này, bên này là GS3 này, bên này là SA2 này đó. Thì hiện nay về cái thông tin của cái phân khu này như này, để có thể là một số anh chị ở đây chưa biết, thì phân khu Sakura nằm trong một cái phân khu có tên là The Metronize. Bởi vì là toàn bộ cái phân khu Sakura và Grand Sapphire cũng như ở phía bên dưới kia là phân khu The Victoria thì đều nằm ở bên cạnh đường tàu. Và sau này đây sẽ là tuyến đường sắt, một trong ba tuyến đường sắt đi qua khu đô thị này, để mà anh chị có thể dễ dàng di chuyển bằng phương tiện đường sắt. Thì sau này đây sẽ là một cái điểm nhấn khá là quan trọng khi mà các cái khu đô thị mà gần những cái tiện ích như là tàu điện ở các nước khác trên thế giới thì cái giá trị của nó rất là cao. Đó là cái lý do tại sao cái phân khu này lại tên chung là The Metronize là như vậy anh chị ạ. Thì hiện nay chúng ta quay trở lại với cái phân khu Sakura này. Phân khu Sakura này thì sẽ có 4 tòa căn hộ anh chị nhé. 4 tòa căn hộ bao gồm từ SA1, SA2, SA3 và SA5. Thì hiện nay chủ đầu tư đã bàn giao cho cư dân SA2 đã đi vào hoạt động. Và ở dưới cái tầng 1 này thì anh chị có thể thấy tất cả các tiện ích, rồi là các cái shop house đã được người ta thuê và kinh doanh để mà phục vụ cho cư dân ở đây rồi. Và sắp tới thì chủ đầu tư sẽ bàn giao cái tòa SA3 này. Đấy, đang trong quá trình tiến hành bàn giao cái tòa SA3 này anh chị này. Thì ở bên này thì sẽ có hai cái tòa mình được bàn giao rồi, còn lại là Lan Đô Hòa sẽ đi vào phía bên trong kia để anh chị nhìn rõ hơn. Mình sẽ sắp tới sẽ xây cái tòa SA1 và SA5 nha anh chị nhé. Thì ở trong cái dự án, trong cái phân khu Sakura này, mình sẽ có 5 loại hình căn hộ chủ yếu. Đó là bao gồm là căn hộ studio này, căn hộ 1 phòng ngủ này, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ và căn hộ ghép thông anh chị nhé. Thì để đáp ứng rất nhiều cái nhu cầu từ ở đơn thân đến gia đình nhiều thế hệ là mình đều có thể là mua ở cái dự án, ở cái phân khu này hết để mà đáp ứng được nhu cầu của mình. Thì cái điểm nhấn lớn nhất của cái phân khu The Sakura đó chính là cái khu vườn Nhật, cái khu tiện ích vườn Nhật anh chị ạ. Tại lý do mà nó lấy cảm hứng từ nước Nhật chị nhá. Dự án này họ chủ đầu tư lấy cảm hứng từ nước Nhật nên là đặt tên cái phân khu này, nên là tất cả các tiện ích bên trong này đều được làm theo cái hơi hướng Nhật Bản. Như là sẽ được thiết kế một cây cầu Nhật có tên là Sakura này. Trong này sẽ có những cái bàn trà đạo này, có thung lũng hoa này, có hồ cảnh quan. Thì anh chị có thể thấy trên màn hình là ngoài 4 cái tòa mà được thiết kế như vậy ra thì phân khu The Sakura này cũng được bố trí một cái dãy shop house. Cũng có một dãy bố trí một cái dãy shop house trên màn hình anh chị nhé. Thì hiện nay công trường đang triển khai xây dựng SA1 và SA5 anh chị. Phía cái xa kia chính là cái khu cần cầu kia, chính là nơi đang xây dựng hai tòa SA1 và SA5 anh chị nhé. Trong này thì có đầy đủ các tiện ích từ khu vui chơi trẻ em. Cái phía trước mặt anh chị đây này sẽ là cái phần trung tâm của tiện ích. Mình sẽ có tất cả các cái tiện ích từ khu vui chơi dành cho trẻ em, bể bơi, 4 mùa, hồ để mà tạo hồ cảnh quan, tất cả những cái dịch vụ là cũng có luôn. Ở đây thì các shop house cũng đã mở ra để kinh doanh ở đây đầy đủ rồi anh chị này. Thì một trong những cái ưu điểm của cái phân khu The Sakura là ở đây có cái vị trí gần với các cái trục đường để dễ dàng đi lại. Thứ nhất là mình có thể đi dễ dàng đi ra đường đại lộ Thăng Long, và mình đi ra phía bên cạnh cái tòa Grand Sapphire là mình có một cái cây cầu vượt đúng không ạ. Cái cây cầu vượt đấy sẽ nối sang cái đường Lê Trọng Tấn anh chị nhé, để anh chị dễ hình dung đó. Thì cái vị trí này rất là dễ dàng di chuyển. Sau này chủ đầu tư cũng sẽ nối thông một số tuyến đường vào khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn như cả anh chị ạ. Phía trước mặt của anh chị là khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn, nó sẽ có một số điểm lối đường
vào trong khu đô thị đó, thì ở đây di chuyển vào trong đó cũng rất là dễ dàng. Đấy, thì hiện nay là cái công trường phía trước này anh chị có thể thấy là đang triển khai rất là rầm rộ. Và đến bây giờ theo như giờ thì bây giờ đã là 5 rưỡi rồi, 5 rưỡi chiều rồi. Nhưng công nhân ở đây thì họ vẫn đang triển khai và làm việc rất là hối hả luôn anh chị ạ. Làm việc rất là mạnh mẽ luôn. Đó. Cái khu phân khu này, cái tòa GS3 này thì đang trong quá trình bàn giao cho cư dân anh chị nhá. Thì là đang trong quá trình bàn giao cho cư dân. Một số cái shop house ở dưới này nó khác với GS2 là đã đi vào hoạt động một thời gian rồi, thì các cái shop house cũng như cái một số cái khu tiện ích là ở đây vẫn chưa có này. Đấy. Tức là họ chưa vào hoạt động đấy anh chị. Đó, thì mình đi sang bên khu này để anh chị có thể là xem rõ hơn cái công trường đang xây dựng. Đó, công trường đang xây dựng. Khi mà mới ra mắt thì đây được trông đợi là một trong những cái phân khu đẹp nhất, bởi vì nó là cái phân khu duy nhất được tạo được làm một cái khu vườn Nhật. Mà anh chị biết là để mà tạo ra một cái khu vườn Nhật đạt chuẩn thì giống như ở đây mình có công viên vườn Nhật Gen Park ấy, thì là để mà làm một cái khu vườn Nhật thì đòi hỏi rất là kỳ công và sự chăm sóc cẩn thận. Thì mọi người rất là kỳ vọng là sau khi mà triển khai dự án này thì cái phân khu này thì là họ sẽ nhận được những cái giá trị như vậy để mà có thể có những cái trải nghiệm cuộc sống tốt nhất ở tại phân khu Sakura. Đây anh chị có thể nhìn thấy này, cái lối này sau này mà mở thông thì sẽ đi vào khu đô thị Bảo Sơn này, chỗ các dãy shop house đấy. Đó, thì hiện tại họ đang xây. Và nếu như theo cái bà thiết kế thì chỗ này sau này sẽ là một cái dãy shop house đây này anh chị này. Mình sẽ có một cái dãy shop house ở đây. Và một cái điểm nữa là gì? Anh chị có thể nhìn thấy cái đường dây điện đúng không ạ? Đường dây điện. Thì cái đường dây điện này sau khi mà hạ ngầm, theo kế hoạch là sẽ hạ ngầm, thì sẽ thông cái đường từ cái cầu vượt chỗ Grand Sapphire sang đường Lê Trọng Tấn. Đây là một kỳ vọng, một cái kỳ vọng vào năm 2023 tới là chủ đầu tư sẽ hạ ngầm cái này xong và sẽ thông cái tuyến đường để mà đi sang lên đường Lê Trọng Tấn. Đó. Còn bên này là phân khu Victoria anh chị nhá. Bên kia cái bạt này là phân khu Victoria. Thì phân khu này thì hiện tại đang chưa xây dựng anh chị ạ. Đang bắt đầu san nền thôi, đang xây dựng. Và vào đây có một cây cầu. Đó, cây cầu này lấy cảm hứng từ cầu Tori này, biểu trưng của nền văn hóa Nhật Bản anh chị nhá. Và chúng ta mời anh chị quay sang bên này để chúng ta có thể là xem hơn một chút về cái khu ở đây họ đang có triển khai cái lên để chuẩn bị triển khai cả tuyến đường. Để đây là khu Victoria. Vừa rồi thì Hòa cũng đã cùng với tất cả anh chị chúng ta cùng đi tham quan một vòng cũng như là cập nhật tiến độ của dự án của phân khu Sakura thuộc dự án Vinhome Smart City. Mong rằng là qua cái video này giúp anh chị có thể thấy được những cái thông tin cũng như những cái hình ảnh mới nhất về phân khu Sakura. Và nếu như anh chị thấy video này hay, video này có ý nghĩa thì hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Zico TV. Và đặc biệt hơn, nếu anh chị muốn Zico TV tiếp tục làm những dạng video này nữa để gửi tới anh chị những cái phân khu khác hay là những cái yêu cầu mới của anh chị thì hãy gửi lại tới cho Zico TV dưới phần comment anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau. Xin chào.